Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn giáp danh với tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 30 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm dừng thêm một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, tạm dừng thêm các loại hình gồm các hoạt động nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, các địa điểm du lịch tham quan di tích, các tụ điểm khu vui chơi giải trí ngoài trời tập trung trên 10 người. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không được phục vụ quá 10 khách cùng một thời điểm, phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và giữ khoảng cách các bàn là 2 mét. Ngoài ra tạm dừng các hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi đến các tỉnh thành phố có dịch bệnh trừ các trường hợp đặc biệt.